Xin chào mọi người, hôm nay em Minh Ốc Mít lại có một cái cặp lồng ốc mít hút mật hoặc là chim sâu nha mọi người, nang khít, nang 1/1 nha mọi người. Ở cái lồng này thì là nang nhỏ nhất rồi, nhỏ nhất có thể làm rồi ha, và có thể nuôi được tất cả các loại chim nhỏ từ ốc mít, sâu, hút mật. Thì trong clip này là nó có hai mẫu, một cái mẫu phong cao và một cái mẫu phong thấp. Phong cao thì là 5 vành, còn phong thấp thì 3 vành, và kết cấu hình thức rồi tất cả nó như nhau, full che già kết hợp với lại độ gỗ mung sần nha mọi người, rất là đẹp. Và chạm nền hoa chanh bông lúa và độ hổ phù mung sần rất là đẹp ha. Thì mọi người quan tâm đến các cái mẫu lồng ốc mít đẹp hoặc là các cái mẫu lồng chim khác thì lồng đẹp lồng độc thì cứ liên hệ với mình thông qua cái website là minhocmit.com hoặc cái fanpage là lồng chim Minh Ốc Mít ha mọi người. Rồi còn mọi người muốn tiện nữa thì mọi người có thể add cái Zalo của mình ha. Thì liên lạc là nhanh nhất và tiện nhất nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ quay vô chi tiết một chút cho mọi người coi về cái cặp lồng ốc mít hút mật nang khít rất là đẹp này. Thì mới nãy mình giới thiệu đó là cái kết cấu nè, phần chân nè, chạm bông lúa, mình sẽ quay gần lại cho mọi người coi cái độ nét, độ đẹp. Đó, chạm bông lúa hổ phù nổi bằng gỗ mun sần nha mọi người. Đây. Đó, mọi người nhìn rất là đẹp. Rất là đẹp nha mọi người. Đó, chạm hoa chanh tan bản lớn và tan trơn, che già đẹp, viền âm dương và các cái vành viền của các cái lồng này là đi viền trúc thủ công hết ha. Đây là bộ cửa nè mọi người, cũng đính mặt hổ phù mung. Đó, trao trúc. Rồi đây là cái mặt bờ bên hông nè. Bờ mung, cầu đầu mung. Rất là đẹp ha. Gỗ mung sần đen tuyền nha mọi người, nhìn nó rất là ngầu. Đây, ba mặt chân của nó nè. Rồi, kẹp cũng bằng gỗ mung sần luôn. Nói chung full cây lồng này rất là đẹp luôn. Thì cây ba vành đó là rộng 22, cao 40 cả chân. Còn cái cây năm vành này là rộng 22 và cao tới 60 cả chân. Thì anh em thích cái mẫu phần cao hay phần thấp thì cứ liên hệ với mình, hàng sẵn rất là nhiều. Ngoài mẫu này thì mình đang còn sẵn khoảng chừng chục mẫu lồng ốc mít rất là đẹp, thì anh em quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với mình nha. Mình sẽ quay xa một chút cho mọi người coi cái dáng cái form lồng này. Lồng rất đẹp, kết hợp từ che già và đổ gỗ mung sần. Thì anh em quan tâm cứ liên hệ trực tiếp với mình ốc mít ha. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.